ngẫu nhiên, bởi vì chúng tôi có một điểm chung rất là thú vị, đó là tên của đội chúng tôi, tất cả thành viên đều bắt đầu chữ V, Nhất Việt Tam Vân. Và tôi tin rằng cái điểm chung này sẽ là sức mạnh của đội chúng tôi chiến thắng trong cuộc thi hôm nay. Chúc các bạn một buổi tối thật vui. Chúc cho đội ngẫu nhiên của chúng ta gặp nhiều may mắn và ghi được thật nhiều điểm trong trò chơi hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, vòng 1 của trò chơi chung sức xin được phép bắt đầu với hai đội trưởng. Xin mời hai bạn. Mời hai bạn bắt tay nhau. Chúc hai đội may mắn. Vòng 1 có hai câu hỏi. Đây là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi này được khảo sát 100 người và có 7 đáp án đang trên bảng. Đó là 7 ý kiến của nhiều người và số điểm của mỗi đáp án chính là số người đồng tình với nó. Mời các bạn chuẩn bị giành lấy quyền ưu tiên kiểm soát bảng điểm cho đội mình sau khi tôi đọc xong câu hỏi. Bất chợt hãy nêu một nguyên vật liệu dùng để chế biến món lẩu Thái. Mời bạn. Ớt. Ớt. Mời hai bạn trở về vị trí. Bạn đội trưởng của ngẫu nhiên trông có vẻ là rất là rành về ẩm thực, rành về nấu ăn. Bạn biết nấu lẩu Thái không? Dạ không ạ, à, em chỉ việc đi mua một cái bột nêm của lẩu Thái và đổ vô là thành lẩu rồi. Được, dạ, thế nhưng sao biết bạn biết là... Bạn làm như thế thì sao bạn biết là có ớt? Bởi vì chắc chắn là nó sẽ rất cay. Rất cay, cảm ơn bạn. Mời bạn Bích Vân. À, theo em là xả. Xả. Bạn cho mọi người biết một nguyên vật liệu để có thể chế biến món lẩu Thái. À... chanh. Chanh. Vì sao bạn nghĩ là chanh? Tại vì lẩu Thái nó vừa chua. Cay mà vừa chua. Nhưng mà có lẽ nó không có chanh hay là người ta dùng cái thứ khác. À. Mời bạn Thúy Vân. À, theo em nghĩ đó là hải sản. Hải sản. Hải sản là nó có nhiều thứ lắm, bạn kể dạ, rồi. À, nghêu, mực, tôm. Một thứ thôi. Một thứ thôi là mực. 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 Đội trưởng, một nguyên vật liệu để chế biến món lẩu Thái đó là... Nếu không có chanh em nghĩ là giấm. Giấm. Miếng là chua thôi. Không có chanh thì phải có giấm. Giấm. Không có luôn. Mời đội áo lụa hội ý. Bạn Bích Vân. Theo em là lá chanh. Lá chanh. Là lá chanh. Bạn nghĩ lá chanh vì sao mà nó có mặt trong món lẩu Thái? À, theo cái hương vị riêng của người Thái. Hương vị riêng của người Thái. Một nguyên liệu để chế biến món lẩu Thái. Bạn Bích Vân trả lời là lá chanh. Mời đội áo lụa. Lẩu Thái là một món ăn ngon mà gần đây là người Việt chúng ta hình như là ai cũng có nếm qua. Dạ. Đa số nhiều người nếm qua. Mà không biết là các bạn có để ý là trong đó có cái gì không? Có đáp án chưa đội trưởng? À, đội em có đáp án rồi nhưng mà theo ý kiến của em thì là... Khoan đã. Để một lát nữa hỏi đội trưởng sao nhé. Bây giờ xin mời bạn tên gì? Em tên Hồng. Mời bạn Hồng mà cho dạ. Mọi người biết là trong món ăn lẩu Thái có nguyên liệu gì? À, em nghĩ trong lẩu Thái nó sẽ có chất chua và nghĩ đó là me. À, còn em nghĩ đó là tôm. Bạn nói đó là tôm, còn bạn? Em nghĩ đó là cá. Cá, me, tôm, cá và còn cái gì nữa đội trưởng? Em cũng nghĩ đó là tôm. Đó là tôm. Đáp án của cả đội là gì? Dạ, một đáp án duy nhất là tôm đi. Tôm. Các bạn đã nghe đáp án của đội áo lụa đó. Mọi người đều đã nghe và chúng ta xem con tôm sẽ đem điểm đến cho đội nào đây. Một nguyên liệu để chế biến món lẩu Thái đó là con tôm. Chúc mừng đội áo lụa đã ghi được 69 điểm. Mời nhóm ngẫu nhiên, mời tất cả quý vị và các bạn theo dõi ba nguyên liệu còn lại trên bảng để chúng ta biết xem còn những thứ gì trong món lẩu Thái. Đáp án thứ hai. 6 và 7. Sau đây là câu hỏi thứ hai của vòng 1. Xin mời thành viên thứ hai của hai đội. Mời hai bạn bắt tay nhau. Chúc may mắn. Câu hỏi này cũng được khảo sát 100 người và có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đáp án. 7 đáp án đang chờ các bạn giải. Đó là 7 ý kiến của nhiều người và số điểm của mỗi đáp án chính là số người đồng tình với nó. Các bạn sẵn sàng. Câu này chắc là dễ lắm đối với hai bạn này.
Tôi nghĩ như thế. Mà nhiều người cũng sẽ nghĩ như thế. Các bạn nghe nhé. Hãy nêu một vật dụng thường có trên bàn trang điểm của phụ nữ. Mời bạn. Phấn. Phấn. Em nghĩ đó là son. Son. Mời hai bạn trở về vị trí. Rất dễ, phải không? Bạn có bàn trang điểm và tất cả bốn bạn đều có. Cũng giống như là các bạn nữ bên kia cũng đều có. Hãy kể một vật dụng thường có trên bàn trang điểm. À, em nghĩ đó là chì kẻ mắt. Chì kẻ mắt. Còn cái gì nữa bạn? Bình tĩnh và trả lời. Em nghĩ là nước hoa. Nước hoa. Một vật dụng thường có trên bàn trang điểm của phụ nữ. Em nghĩ là má hồng. Má hồng. Mời bạn bình tĩnh trả lời này. Nhớ lại xem trên bàn trang điểm của mình có vật dụng gì. Theo em đó là mascara. Mascara. Mời đội ngũ viên hội ý. Mời bạn. Em nghĩ đó là phấn mắt. Phấn mắt. Mời đội ngũ nhiên. Bạn rành vậy vụ này không? Dạ cũng có thấy. Cũng có thấy mà rành không? Dạ không rành lắm. Không rành lắm nhưng mà đã có 3 người tư vấn cho bạn. Bạn yên tâm để tôi nghe, tôi hỏi lại từng người nè. Mời bạn Thị Vân. À, theo em nghĩ đó là cái gương. Cái gương. Vật dụng gì thường có trên bàn trang điểm của phụ nữ? Em nghĩ là chì kẻ mắt. Chì kẻ mắt. Bạn. Theo em là lược. Lược. Theo em là cọ. Nhưng mà đội chúng em quyết định là bởi vì mình không thể biết mình đẹp hay là xấu nếu mà không có cái gương. Em chọn là gương. Phải có gương. Chọn đáp án nghe quá hay mà chúng ta xem điểm có hay hay không. Một vật dụng thường có trên bàn trang điểm của phụ nữ. Nhiều lắm, nhiều lắm. Nhưng mà có gương không? Gương. Chúc mừng các bạn. Các bạn đã ghi được 80 điểm trong câu hỏi này. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn áo lụa xem các đáp án còn lại. Đáp án thứ 3, vật dụng gì trên bàn trang điểm phụ nữ? 5. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy sau vòng thứ nhất, đội áo lụa ghi được 69 điểm. Và dẫn trước là ngẫu nhiên 80 điểm. Mời quý vị và các bạn theo dõi vòng thứ 3 của trò chơi chung sức. Thành viên thứ 4 hai đội sẵn sàng. Mời hai bạn bắt đầu nha. Chúc may mắn. Chỉ có một câu hỏi và câu hỏi cũng được khảo sát 100 người có 6 đáp án. Số điểm mỗi đáp án chính là số người đồng tình với đáp án. Và một điều quan trọng nữa là vòng thi này điểm số của nó sẽ được nhân 2. Cố gắng lên nha hai bạn. Câu này hấp dẫn. Câu này hấp dẫn lắm. Bất chợt hãy kể tên một loại nấm có thể nấu cháo. Mời bạn. Nấm rơm. Nấm rơm. Mời hai bạn trở về vị trí. Bạn thích ăn cháo không? Cháo mà nấu với nấm thì ngon lắm. Dạ đúng rồi. Không? Dạ. Cháo mà có nấm vào thì ngon lắm. Bạn kể thử một loại nấm để nấu cháo. À, em nghĩ đó là nấm mèo. Nấm mèo. Còn bạn? Em nghĩ đó là nấm hương. Nấm hương. Một loại nấm có thể nấu cháo. Em thì cho đó là nấm bào ngư. Nấm bào ngư. Mời bạn. Mời bạn không? Một loại nấm có thể nấu cháo. Nghĩa là nấm kim chi. Nấm kim chi. Một loại nấm có thể nấu cháo. Mời bạn Phương Ngọc. À, em nghĩ là nấm đông cô. Nấm đông cô. Hay lắm. Một đáp án nữa. Cố gắng lên các bạn. Cố gắng lên. Một loại nấm có thể nấu cháo. Đó là nấm. Em nghĩ đó là nấm kim châm. Nấm kim châm. Nấu
nhiên được quyền hội ý. Nấm gì để nấu cháo? Nấm gì có thể nấu cháo? Một loại nấm để nấu cháo đó là nấm tuyết. Nấm tuyết. Rất nhiều loại nấm mà chúng ta có thể nấu cháo rất ngon, nhưng mà chỉ còn một đáp án thôi, cho nên sẽ là khó đoán, khó đúng. Nhưng mà hy vọng là nấm tuyết sẽ có ở trên bảng để đội áo lụa của chúng ta ghi điểm. Nấm tuyết. Mới đội ngẫu nhiên. Các bạn đã chọn cho mình một loại nấm để nấu cháo chưa? Chưa có nữa. Chưa có. Cố gắng suy nghĩ nào để giúp cho đội trưởng trả lời coi Thúy Vân. Em nghĩ đó là nấm. Các loại nấm em nghĩ nằm trên đây hết rồi. Hết rồi. Chưa có đáp án. Chưa có đáp án mà. Gây gò. Rất là căng. Như thế này, tình trạng này thật là khó cho đội trưởng. Nấm linh chi đi anh. Nấm linh chi đại. Nấm linh chi. Không biết cái món này có nấu cháo được không. Đó là món nấm linh chi. Nấm linh chi. Nấm linh chi để nấu cháo. Bạn biết gì nấm linh chi chứ? Em nghĩ cái đó là chắc để dùng làm thuốc là chính rồi. Dùng làm thuốc để chính. Làm thuốc là chính nhưng mà không biết có dùng làm thuốc là chính nhưng mà không biết là người ta có ai bỏ vô nấu cho cháo nó trở nên bổ hơn không ạ? Nấm linh chi mà ăn là rất là gây go cho hàm răng của chúng ta, phải không? Đội ngẫu nhiên của chúng ta đã không còn một cái loại nấm nào để chọn lựa, cho nên buộc các bạn phải nghĩ ra một cái loại nấm nào đó để trả lời. Và đáp án của các bạn là nấm linh chi, mặc dù các bạn biết là nấm linh chi rất là cứng. Linh chi. Không có ai lấy nấm linh chi để nấu cháo cả. Và như vậy 198 điểm thuộc về đội áo lụa. Xin mời quý vị và các bạn, đội ngẫu nhiên, chúng ta xem loại nấm gì còn trên bảng mà nó gây rắc rối như thế này cho các bạn. Chắc là ngon lắm đây, nhưng mà không biết. Đáp án thứ 6, nấm mối. Đây là loại nấm rất ngon nhưng mà nó không phổ biến trên thị trường bởi vì có rất ít. À, đây là loại nấm ngon, rất ngon. Các bạn không biết là cũng đúng thôi. Thưa quý vị và các bạn, như vậy sau vòng thứ 3, đội ngẫu nhiên của chúng ta vẫn cứ 80 điểm và dẫn trước là áo lụa, hiện giờ có 341 điểm. Đây là vòng thứ 4 của trò chơi chung sức, vòng quan trọng giữa hai đội. Sau vòng này chúng ta biết được ai là đội chiến thắng để bước vào vòng đặc biệt. Xin mời hai đội trưởng một lần nữa, xin mời. Mời hai bạn bắt tay nhau. Chúc may mắn. Đặc biệt chúc ngẫu nhiên may mắn. Nếu mà các bạn gặp may mắn trong vòng này thì mọi chuyện có thể đảo ngược. Câu hỏi cũng được khảo sát 100 người, có 6 đáp án. Đó là 6 ý kiến của nhiều người, mà số điểm của mỗi đáp án vẫn chính là số người đồng tình với nó. Và điểm nhân 3. Các bạn biết, điểm nhân 3. Tối đa của vòng này có thể đạt tới 300 điểm. Nếu mà đội ngẫu nhiên giành được điểm của vòng này và điểm tối đa, tình hình sẽ thay đổi. Chiến thắng sẽ thuộc về các bạn. Nếu mà áo lụa mà giành được số điểm này thì sao? Giải thưởng rất to. Giải thưởng rất to. Nào, sẵn sàng nhé các bạn. Hãy kể tên một con vật, loài vật có chu kỳ sống rất ngắn mà bạn biết. Con muỗi. Con muỗi. Hay quá, mời hai bạn trở về vị trí. Một con vật, loài vật có chu kỳ sống rất ngắn, tuổi thọ không cao, rất ngắn. Em nghĩ đó là con mối. Con mối. Con gì nữa bạn? Con gì mà nó sống rất ngắn, không sống lâu? Em nghĩ đó là con gián. Con gián. Còn con gì nữa bạn không? Em nghĩ đó là con ruồi. Con ruồi. Đội trưởng, mời bạn. Con gì, loài gì sống không thọ, sống chu kỳ sống nó rất là ngắn? Em nghĩ là con thiêu thân. Con thiêu thân. Hay quá.
Mời bạn. Em nghĩ đó là con dế. Con dế. Vì sao bạn nghĩ là con dế có chu kỳ sống ngắn? Thì em nghĩ nó cùng họ với con gián mà. Cùng họ con gián. Con gián mà sống không lâu thì làm gì mà con dế sống lâu hả? Con dế. Ngẫu nhiên được quyền hội ý. Mời Phan. Em nghĩ đó là con kiến. Con kiến. Một con vật có chu kỳ sống rất ngắn đó là con kiến. Bạn để ý con kiến nó sống bao lâu? Không biết, nhưng mà chắc em nghĩ ruồi muối giờ chắc tới kiến quá. Kiến sống đâu lâu mà. Không, nó đi tới đi lùi, người ta đi tới ta lùi, đập cái chết tươi rồi, xịt thuốc là chết ngay. Con kiến là một con vật có chu kỳ sống ngắn. Kiến. Hay quá, mời bạn Hồng. Một con vật sống không có thọ. Sống ngắn lắm. Chu kỳ sống rất là ngắn. Em nghĩ là con mối cánh à. Con mối cánh. Mối rồi mối cánh này nó có gì khác nhau không bạn? Hồi nãy có đáp án là mối mà nó sai rồi. Bây giờ bạn sửa lại chút là mối cánh nhiều khi nó chính xác hơn phải không? Mối cánh. Mời đội ngẫu nhiên. Bạn cho mọi người biết luôn đáp án của đội đi. Đáp án cuối cùng anh. Đáp án cuối cùng của đội. Đáp án để ghi điểm. Con gì sống không thọ, con gì có chu kỳ sống ngắn, loài gì có chu kỳ sống không lâu. Em nghĩ đó là con sâu. Con sâu. Con sâu. Đó là đáp án của đội. Các bạn nhất trí với đội trưởng mình phải không? Quá hay chưa. Chuyện này đâu có đơn giản như thế mà báo ngay đáp án được phải không? Để cho mọi người biết ý kiến của từng người trong khi bàn luận. Nào mời bạn Thúy Vân. À, theo em nghĩ đó là con bướm. Con bướm bạn. Con lăng quăng. Con lăng quăng. Bạn. Con tôm. Con tôm. Bạn nghĩ tôm sống bao lâu? Dạ, nó mấy vừa, tháng thôi. Dạ, người ta nuôi tôm mấy tháng là xong vô rồi lẩu. Dớt lên đem ra chợ là xong phải không? Đội trưởng, bạn quyết định là con sâu rồi phải không? Con sâu. Chúng ta xem giữa các đáp án đó đội trưởng đã chọn con sâu. Con sâu có ghi điểm cho đội ngẫu nhiên hay không? Chúng ta thấy 288 điểm rồi và có thể là 300 điểm lớn. Con sâu 288 điểm của áo lụa. Bạn xem, xin mời quý vị và các bạn xem và bạn Bích Vân xem có con tôm ở trên đây không ạ? Phải là con tôm. Đáp án thứ 5. Đúng, các bạn có nghĩ ra đáp án đó nhưng mà không chọn, rất tiếc cho các bạn. Và như vậy, chiến thắng đã thuộc về ai? Thuộc về áo lụa với 629 điểm. Chúc mừng các bạn. Chào các bạn. Các bạn có 800.000 đồng để liên hoan. Đó là số tiền thưởng tương ứng với 80 điểm. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Xin mời các bạn nhận mỗi người một thùng quà của nhà tài trợ Pepsi. Chào đội áo lụa, các bạn đã thắng rất là to. Các bạn có 629 điểm. Giải thưởng của các bạn sau 4 vòng là 6.290.000 đồng. Và một giải thưởng nữa, 10 triệu đồng đang chờ các bạn. Sẵn sàng nhé. Mời các bạn nhận giải thưởng và phần quà của nhà tài trợ. Quý vị và các bạn, 8 giờ tối thứ ba tuần sau.